Đây, tao đứng gần là tao lấy container. Ok, ok. Tao có si về. Offline fan chiếc cần ga, vui quá. Hết tụi tiền rồi. It's time to go. Anh cho em chơi với được không? 100% view lên nhanh. Ok em ơi, chicken gang welcome em này. Vô em ơi, nhanh. Vô luôn, mau lên, hết sự long rồi, mau. Nhanh, welcome em. Vậy không nghĩ ra nhỉ, đó là không nghĩ ra cho bạn này chơi là anh em nhiều view rồi. Đó là skippy deep bop bop mà, trời ơi, bop bop yeah yeah. Cầm mua bây giờ. Còn phải nói hàng skin xấu quá. Kệ tao, mày đẹp hơn tao à? Kết bạn với em đi, em xin anh ấy, em thắng chơi mà 100% win. Bọn anh vào rồi. Ây da. Wow. Mày ơi, mày không cho bạn em vào. Mày không cho bạn em vào, tao sợ lắm. Ây. Mày ơi. Mày cho bạn em vào mà anh em mình thắng rồi đấy. Ừ. Yes. Đừng hát nữa. Mày có biết đấy lên VTV không? Có khi nào mình không chơi được là do không cho bạn kia vào. Bà ăn kiểu bắt cô, bà ăn còn chưa khoe. Mẹ. Đường dân sinh Việt Nam HK15. Để trai tìm người có nhiều. Ngọn nến lung linh thắp sáng một gia đình đót vải. Gì đấy? Con ai vào được không? Tao không vào được. Tao đang vào. Tao đó, hiểu. Hả? Không, tao vào được mà. Mày tin tao skippy deep chết mày không hiểu? Đi trước lấy container này, bye bye. Ba ở đâu? Đúng rồi, kiếm số 3 đi, tao sắp có container này. Tao có cái chìa khóa. Lại có container này, ngon, quay về mày. Đây. Rồi, tao đi trước lấy container. Đi trước lấy container. Đi lấy container. Có đi bin, có đi bin, đi đi chơi. Đi chơi lấy con tên này em ơi. Đi chơi lấy con tên. No. Lấy con tên. Mày qua bên mình vẫn thấy được con tên đấy. Tại sao nó không hù tao? Mày không có con tên bị hù. Chia ra đi. Không, bố đi trước, bố lấy con tên. Sao đi cùng với tao đi được khác. Ôi. Yeah, tao sẽ bị hù rồi. Tao bị hù, tao cũng con tên thôi. Mày phát nhạc hù tao đi, mày phát nhạc ơi. Hù đi, hù. Hù tao, hù tao. Ôi. Tao tắt lẻ để bị hù đây. Ê, chúng mày thôi được rồi, bình tĩnh rồi. Hồi nghiệp tôi ơi, chờ nghiệp tôi. Có một con quái vật ở trong đây tên là Onimax đang đuổi anh em mình. Và yeah, tao lại hù. Bị hù. Ô, cái gì á? Tao bị hù mày ơi. Gì đấy? Cái gì? Yeah, tao bị hù. Nói chung là con này ta nó thân mất. Nếu mà nghe thấy tiếng nó thì đứng yên. Chắc thế. Không, bây giờ nhá, nghe thấy giọng nó là phải bật cái đài lên, bật cái radio lên. Thằng nào đứng cam cái đài không? Thế mình sẽ phải tìm cái đài liên tục à? Bật đi. Bật rồi. Hai. Rồi đi chung với tụi em, đi chuyển đi, di chuyển về. Tao nghĩ là di chuyển tiếp tục sẽ có một cái đài nữa đấy, tao nghĩ thế. Đây, tao tìm được một cái đài mới rồi nhé, anh em di chuyển qua đây đi. Qua bên phải, hướng bên phải. Đây. Đuổi cho, kiểm tra chim. Cứng. Hiếu đâu? Mất Hiếu rồi. Chết rồi, thằng em em ơi, ở đây, đây. Hiếu. Có, đi theo. Đang đi theo tao mày. Đây, tìm một cái đài mới, tao cũng tìm được một cái này. Mở đài. Mở rồi. Đây, có một cái đài nữa này. Đây, đúng đường, tụi mày ơi. Tao bị hù chết rồi, tao bị bắt rồi. Mở đèn rồi. Có, mở đài. Ủa, mở đài chạy rồi. Mở đài. Con rồi. Sao tự nhiên anh em mình teleport được hết ra đây nhỉ? Thế xong rồi. Cho tao đi trước sang thôi. Cho lấy con tên. Con tên. Đừng có che mặt tao, mất con tên của tao. Thằng nào cứ di chuyển nhở? Thằng cái gì? Thằng đang lên. Tao không di chuyển đâu, sập lưng đánh nhau không? Chó đang lên nó phá mấy con tên anh em mình rồi. Yeah, ra bố đi trước lấy con tên, bố đi trước lấy con tên. Gì kìa? Đi trước lấy con tên. Bố đóng cửa lại. Đóng cửa. Từ bây giờ chơi game vẫn là như này này. Vào nước rotate này. Ồ, con gì to vậy? Có con gì to trước mặt mình ý? Con cu tàu. Hả? Ôi, con gì ấy? Ôi, cần tên. Đâu vậy? Ôi, cái gì kìa? Ôi. Con bọ à? To vậy, cứ
Đi xe phải, đi xe phải. Đi xe phải rồi. Ui. Wow. Đây, tao đứng gần nó, tao lấy container nè. Tao nghĩ là... được gì? Làm gì, làm gì, làm gì? Xem gì có gì, có chết đâu, xem gì có chết đâu. Mày mà chết thì mày phải chạy về đâu? Cách... tao chết luôn mà. Anh em chết kẻ à? Chết luôn mà. Con ten này kiểu chết không hù lắm mày ơi, thôi con ten này bình thường quá. Tao bị hù chết tiếp rồi, à, tao có con ten lật cô. Anh ơi, thằng sáng ở đằng sau rồi, đi nhanh lên, đi nhanh lên. Đi nhanh phải đi mặt lấy con ten. Có cái mặt kìa. Có cái mặt kìa. Đâu, tao thấy, tao đi sao tao thấy. Đừng chỉ hướng sang, đừng chỉ hướng sang, đừng chỉ hướng sang. Ừ, đừng chỉ hướng sang, đừng chỉ hướng sang. À đây, thấy rồi, con ten đây rồi, đây rồi. Có cái gì màu xanh xanh nhỉ? Wow. Lấy đi, tham mi được, lấy đi. Skibidi bop bop. Chạy. Ui được rồi. Ai lấy rồi. Hiếu đâu rồi? Tao ổn mày. Nhưng mà mày đâu á? Tao điểm xuất phát. Tại sao? Get em ra đây mày, con tên đây em ơi. Mày sang bên tay phải. Sao tao? Sao bọn mày đưa tao? Thằng Hiếu là thành viên chính ra tay yêu thích mày có bố. Yeah. Sao cây xanh dưỡng đó? Thằng Linh đi rồi, Ủa? Hay? Hay hay? Tao đi đây kìa mày. Tao lại có tèm. Ê, anh em hẹn nhau ở chỗ cái mặt. Được, tao lấy được xe cây. Không cần đâu mày, Duy không cần đâu Duy ạ. À ok ok. Có xì về. Xì phát sáng. Đây là cái xịp đúng không? Xịp mau á. Xong rồi. Cửa thần kỳ này. Bố mày vào chưa? Vào lên con tên. Đi lên. À vào hướng này được. Bye bye ha. Tụi mày mất con tên rồi. Tụi mày đi luôn. Chó được chứ. Nhớ giờ được rồi. Nó lừa được tao thật mày. Đau quá. Đau quá. Nó bỏ tao mở thêm 100 hôm. À. Tao bị kẹt ở cái cửa đấy rồi. Ờ tao cũng bị kẹt ở cửa ấy. Tao reset character tao về lại cái điểm ấy rồi. Về cái ngọn nến mày ơi. Ngọn nến là từ ban đầu mà. Hay là bọn mày cứ chơi xong là đến điểm TP khác thì mình nhớ đâu bọn tao. Ờ biết đâu bọn mày đúng rồi, bọn mày cứ đợi ngoài cho nến đi. Đúng rồi. Tao ghét sự yên lặng này. Nó làm tao Sophie. Ủa đây. Vâng, thằng Hiếu đã lên rồi. Thằng Hiếu với thằng Đà Linh cũng được trải nghiệm cái này bọn mày ơi. Con tên, mày ơi. Con tên. Con tên. Hello, yeah. Offline sang chiếc cành gang, vui quá. Con tên. Hello. Đây rồi, đủ không? Ôi, hai thằng công ghét đi được luôn rồi. Nhạc kẻ tên rồi. Nhạc luôn hả? Need an item for that. Tìm chìa khóa. Không, tao phải được nghe cái bài hát này ở đúng cái vị trí của map cơ. Thì tao mới đánh bại Mr. Beast được. Ngày hôm nay tôi sẽ làm một thử thách. Nếu như bạn đăng ký cho tôi sẽ tặng bạn một cái đấm vào mồm. Ờ, em trai em có đăng ký cho anh không? Không. Anh ta đâu rồi, nó đâu rồi? Tít chỗ ngoài ô tô này. Có con ten á. Ê Phong này, mà cho tao bú ké content nhé, cho tao nhìn chìa khóa rồi. Ngon. Đi gặp mày thấy chìa khóa rồi. Quý lắm mới cho. Vào ôi. Ngon. Tên chìa khóa. Ốt, bọn tao được. Yeah. Ok, tao nhận được cái chìa khóa rồi. Thấy nhá. Ok, hôm nay ai là người ngoan nhở? Em là thánh chơi mà cho chơi cùng em sao? Anh đã kỳ rồi. Anh Đa Linh ơi, em ngoan. Đa Linh ơi, em ơi, em dẫn đường nè, Đa Linh em dẫn đường nè. Anh em dẫn đường nha Đa Linh nè. Đây nè. Bé nào hay thích nghe Skibidi Bop Toilet nào? Em chui đầu, em nhắc cái đầu em vào Toilet rồi, Đa Linh ơi. Yeah. Xe đẹp đấy.
xe như cái texture của tao đâu lốt. Nào, texture của tao không lốt mày. Cái búa tao nhặt được rồi. Tao lấy búa rồi. Mở đâu mày. Tao có búa. Tao ra ngoài. Tao ra ngoài. Tao bên ngoài. Anh em bình tĩnh. Kiểm tra cu. Kiếp mày, tao đi tiếp. Đây ơi, nhà này chưa khỏe ơi. Tao đi một mình, cú thế đi, đi ra ngoài. Tao vào là nhà đầu tiên này. Ừ, tao vào là nhà thứ hai này. Không, tao vào nhà đầu tiên cơ. Why me Sophie? Con chó. Tao muốn giữ con tem cho riêng nó mày. Hello anh em nhé, nay anh em một talk show nha mọi người. Trước khi chơi game thì cũng phải có một cái buổi talk show gọi là đơn giản nhẹ nhàng thôi. Kẹp anh chưa cần nhanh cho coi. Đây rồi, tìm cho đại ca cái mẹ basement coi, mau lên. Đây, Tao lên lầu trước. Cái hoodie anh em mình mặc dùng. Gì đấy? Tao sắp được hồ. Trên TV bị hù mày ơi. Đó, TV hù mà. Content. Content này. Tao bị lừa mà. Cái gì đấy? Không mày đi không khỏi cái đi. Fuck mày. Yeah, content. Mày đã gì không? Nếu mình lên phải anh trái anh xuống. Editor lấy footage của mấy anh kia anh nha. Không, ok. Cho. Ê, em mới xong stream này ẩn hết nha. Gửi xuống luôn. Bố đi trước, bố đi trước có content, đi trước có content, đi trước có content. Xe hơi, phía sau có mày chạy xe hơi. Yeah. Phải nhìn con ma, không được quay đi. Ủa? Ôi, phải đi ngược lại. Có con tên rồi mày ơi. Không có tên rồi. Cái gì vậy? Ôi, cái gì đấy? Nó ra chỗ chúng mày. Content mày ơi! Content! Ok. Con kia chết rồi. Ấy cái cửa nó vừa đập vừa người ta đúng không? Đúng rồi mà. Đi rồi con tên. Yeah. Xong rồi, xong chết tao hai rồi. Mà như nhau. Yeah, con tên rồi. Ô, anh em mình bị làm sao ấy? Trời ơi, anh. Cái gì vậy? Máu chảy. Máu. Dao này. Dao. Ôi, còn hộp cái này như phim Hollywood á, thằng nào không được thấy cảnh này chắc tiếc lắm luôn á. Yeah, ho. Mày thì biết cái gì vậy? Ăn cơm chứ? Yeah, good three, turn the beat up. Thôi vào phòng bên phải luôn nhỉ anh em nhỉ? Kịp mà. Yo, anh em ơi. Hiếu ơi. Hiếu. Đi đái rồi, leave anh em ơi. Hình như đi đái rồi tao ấy. Edis. Má. Mày bọn này vai ui ơi. Content thật. Ui. Content. Qua bên phải này, một hai ba bên phải này. Qua dào, từ. Bên trái đi, thay đồ phong thủy đi. Qua dào. Hiếu ơi. Thằng lộn. Phải không người cầm đèn chạy chiếc ô tô đi khổ thân. Hiếu ơi xin lỗi Duy đi, mau lên. Xin lỗi Duy đi, nó dặn tôi nhờ. Và bên trái. Lấy dao ra. Ông tiếng cực cào.
Không được, đây là bàn của mình, mình không được xuyên được. Lời tiếng cực mạnh. Wow, nhân vật rồi. Thằng này chết vì ngu. Lời tiếng. Tiếng của bạn mình. Yo. Một hai ba bốn, không quan Phan Hoàng. Tao nghe tiếng chúng mày nhưng mà nó vẫn đang lốt, kẹt ở màn hình lốt. Bây giờ reset lại lobby Phan ơi đi, không được thôi. À, nốt phát cuối nha. Nốt phát cuối. Ơi này mà. Chú sẽ em đang nghe thấy có khả năng thôi, đợi tí. Không hiện gì luôn, đen thui à? Đâu bên mày hiện màu đỏ, mày điêu đi. Tao đang coi stream mà tao đang đá stream mày sao à? Đang kiếm cớ để cho stream set 2 đúng không? Thôi đấy. Tao màn hình tao bị gì này? Thử chạy ra đằng kia xem thằng Sang nó bị tẹt leo. Tao đang di chuyển, tao nghe thấy tiếng chân. Yeah, tao màn hình tao vẫn đen thui à? Tại vì bọn tao cũng đang còn có cái này. Mà màn hình tao cũng đen mà. Đây hành động một. À đây rồi. Vô nè. Yeah. Chơi xiết hai à? Anh em ơi. Lôn game đi. Ê, có con ma này mày. Con nên mở cửa nó. Con nên mở cửa con này không? Đây ơi. Oh, skibidi bom bom bom. Cái vòng tròn đỏ giữa. Ui, mẹ lại cứ lại sa tăng cái thứ à? Đây có chữ này. Thằng kia Harry Potter zombie mày ơi. Ôi. Ê, mày. Ngu. Vứt dứt vụp vụp vụp. Vụp 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 vụp. Ta là thấy chơi Z hay chơi Bob nào ở đây đâu. Có nhiều mà mày luôn. Có nhiều mà. Đừng mở cửa Duy. Ok, mày chết à? Tao chết rồi. Hình như hướng này là cái hướng để mà cắm mấy cái dây vào. Giọng ai mày. Có một con ma công nhân đang cam tao và tao. Ui, hai con ma mày ơi. Anh cướp tao rồi. Ôi, hai con ma mày ơi. Ôi, đông ma quá. Tao chạy được. Game ghê quá. Thì là mình phát lên lầu á, vật đó nó hướng lên lầu mày ơi. Đúng rồi. Vật xăng nữa. Đây, lầu hướng này. Đừng lên lầu. Đừng đi lên lầu. Tao bị tê chân. Tao bị chuột rút. Á. Nó dỡn đến một. Hay nha. Mày em đoạn này. Cắt. Đàn vọng. Ôi. Hay nhỉ. Hay rồi. Chúng ta được nhiều con tên lắm mày. Mẹ thằng nào? Đây, đi đường này. Mẹ thằng nào? Nó đóng cửa ấy. Mày thằng nào? Mẹ thằng nào? Tao không có ý. À, đã lên hả? Ok. Còn mày là thằng nào? Ai biết? Đi. Kinh mày. Tao đi rồi. Do it again. Nó cam ở trong mình spawn chứ. Cái gì vậy? Ok, có thằng nào đấy trong phòng rồi, cẩn thận nhá, nó vào phòng rồi đấy. Tao đây. Mày. Tao có thùng phất rồi. Đóng nút cửa. Nhớ nút này. Bum. Sao? Yeah, đi xuống dưới. Tao nhớ nút rồi. Xong rồi. You about to explode. A la lu hạc bà. Yeah. Nobody likes you. Worthless. You never be loved. Thằng nào đấy? Lòng đen à? Vâng. Lòng đen mày ơi. Ê, anh em mình chẳng... Anh em mình hành lang đủ đứng cho 5 thằng mà cứ đứng chằn. Thế này. Ôi. Ôi, ra cái này. Nó chết hết rồi. À, to vậy. Má, còn tiền. Còn tiền. Má, xác của robot chết. Xác của robot. Nghe tao bị động kinh. Tao không nhìn được mấy hình ảnh giật. Ghê đấy. Má, hình ảnh này ghê thật đấy. Không trả. Thạch 2. Robot không trả. Có gì này? Quả hoẹ tiết giống sàn nhà Việt Nam vậy đấy. Yeah. Sao tao thấy mấy bật lửa, thấy chúng mày rồi. Tao thấy mấy bật lửa. Bật lửa đang lơ lửng mày ơi. Thuốc bật là ma tụi mày ơi. Ma thuốc lào. Một cái bật lửa. Tổng không gian tất tiến lăng. Tao có thấy cái gì đâu. Có gì phải.
Trái phải, trái thẳng. Thẳng với thẳng một hướng. Trái đi. Trái đi, trái đi, trái đi, trái đi. Nó chỉ là một con me thôi. Tao biết gì hồ. Từng ngược nghe thì chưa giờ. Nhặt xong chạy nhá, nhặt xong chạy thôi, nhặt xong chạy thôi. Tao muốn bị hồ. Nhặt xong phải, nhặt xong phải chạy nhanh mau. Mày lấy mày cầm cái Cairo ball lên thì mày mới chạy thật nhanh mày ơi, cứ chạy thôi. Chạy được. Có một cái tay chặn đường tao. Má. Chạy sang bên tay trái, chạy sang bên tay trái. Đi bên tường ghê quá mày ơi. Im bên tường hét ghê quá mày ơi. À, fuck. Đi rồi. Tao chạy được. Đây là con cua xấu nhất ở Hạ Long mà tao từng thấy. Ok nha, cảm ơn nha. Nó cứ hiểu ơi, mày ơi. Ok, trong lúc đang cắt scene, mình xin phép được giới thiệu bàn phím Corsair, một trong những chiếc bàn phím xịn nhất cũng như là những chiếc led LGB siêu đẹp để các bạn có thể sử dụng để leo rank Roblox. Leo rank Roblox. Nghe tồi quá. Goodbye. Balloon. Oh shit, nó bắn mình rồi. Inside my head. Từ từ trong đầu thường nghĩa đen anh nghĩa bóng nhở. Nếu là nghĩa đen thì cái đầu này cần đi khám. Chúng mày ơi, tao vừa đi nhầm vào một chỗ và bây giờ có một con cờ nó đuổi tao, tao chết rồi. Peace motherfucker. Con cờ ấy. Cờ đuổi phát hoàng ấy. Ê, nó cười tao kìa. Nó cười tao. Tao muốn thử, đâu rồi? Hù ra đi. Hù ra đi. Con tay nó hù. Con tay bị hù. Tụi mày quay về cái chỗ bắt đầu ấy. Mình bỏ lỡ rất là nhiều bộ phận ấy. Ở chỗ bắt đầu ấy. Mày nhặt đi. Không, tao quay ra đây, tao lười quay lại đó. Sang đang cố giải đố cái gì đấy không chưa? Để ông Sang giải đố. Trái. Rồi, bây giờ còn thiếu cái chân phải thôi. Tao đang cố, tao đang cố. Để tao xem nó làm được gì. Chết tim, chết tim. Nó được chết tim ấy. Con xài tim rồi. Ôi, tao phá được con này rồi này. Mày phá của gì ấy? Đây, chặt tim, đây. Chặt tim ở đâu? Tao vào cái nút đúng không? Ờ. Có lót ra này. Ba thì như thu thập đủ 3 trái tim gà. Wow, what the fuck. Yeah. Wow. Bọn mày che hết con tên của tao rồi. Bọn mày che con tên đi thằng mày rồi. Tụi mày. Mày. Chỉ ghê mày đừng có chửi bọn tao. What the fuck. Tao đen thui nhá. Bên tao đen thui rồi. Đến bên tao đen thui nhá. Mất con tên rồi. Ê đọc ấn vào chữ. Thấy mẹ này bắn. Sao nó bằng vãi. Ô, con quái vật nó bắt được thằng kia rồi. Ô, mình không cứu thằng đấy à? Sao không bắn được nhờ? Trời mẹ. Ôi, cậu ấy bị đi rồi, cậu ấy đi chắc rồi. Nãy bấm được rồi, không bấm. Ô, tao bị bắn rồi. Bắn nào vậy? Ôi cậu ấy bị... À, không! Tao bị bắn rồi. Ngon. Bình cung sinh đạo tặc. Ghê hơn. Ôi lòi mắt kìa, ngon. Ừ. Hết game! Ghê rồi. Sao cầm á, mút cầm. Ghê! Có cái tên nào lên? Chịp ba, 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 ch